Much, much later. Ok các bạn, mình đã quay trở lại sau khi mình ngồi mình farm tầm chẳng nhớ là tầm bao nhiêu nửa tiếng 45 phút gì đấy. Cũng không có gì thay đổi lắm nhưng mà mình nghĩ là mình đủ ấy. Khá ít tiền mà. Rồi ok. Thế là chúng ta sẽ quay trở lại khi mà chúng ta có đủ team hơn ấy. Team này thì nó hơi thiếu thật. Chúng ta cần một team 4 á thay vì team 3 trong thời điểm hiện tại. What's up my douche? Có vẻ như là một ngày tươi đẹp khác. Good old buddy. Sip, sleep, deliver, derivation. Yes, yes, yes. Thế là vừa ngày đầu tiên chúng ta đã clear được cái chỉ số KPI của nhóm ra chúng ta rồi. Nên là mình phải nói là tương đối dễ. Tôi chắc chắn là mọi người đều nhớ rằng là Mr. Bạch Dêm sẽ bắt đầu vào từ thứ 2 tuần sau. Một tuần nữa, oh shit man. 2 tuần sau à? Nếu mà các em đủ chú ý trong lớp và học hành bình thường ở nhà thì các anh em sẽ chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ mình phải tập trung mình học. Đặc biệt là những người mà hay ngủ trong lớp à. You must be prepared at all. Chắc là em ở nhà em phải học chăm đúng không, Lori? Nên là đây là ông E, Mr. Ekoda. Ông dạy môn gì nhỉ? If you choose to throw the rest of your life. Nếu các em muốn chọn vứt bỏ cái cuộc sống của mình bằng cách lười biếng trong thời kỳ học sinh thì em cứ, các em cứ thoải mái. Tôi là ai khi mà tôi lại đi ngăn chặn điều đấy từ các em cho chứ. Mình phải nghe giảng người ta học và thế là mình đang cần lên cái academic ấy. Lạp. Nên là nhờ chúng ta thứ hai là chúng ta phải đi học tăng cái academic mình lên. Mình cố gắng lên rank 3 chẳng hạn gì đấy. Nên là hôm nay hình như là mình có thể bắt đầu cái đi chơi với em cấp 3, cấp 1 nữa nhỉ. Nên mình sẽ đi vòng vòng một chút nữa. Yukari-chan. Em này mẹ quá perfect. Không có gì có thể là mặt xinh, người đẹp, cá tính cũng rất hấp dẫn. Wow. Làm sao có thể có một cô gái perfect như vậy. Có thể là kiểu như là bọn kia là nó có một số cái yếu tố của Yukari ấy, nhưng mà Yukari thì vẫn là tương đối OP ở phần này ấy. Nhưng là mình không, đây là đang so với cả mấy em NPC ấy. Còn so với mấy cái nhân vật cũng trong team thì nó hơi cũng có đối thủ. Anyway, chúng ta sẽ đi vòng vòng một chút ấy. Nhưng mình có thể mình teleport nhanh. Quick travel. Mình có thể đi đâu. Là mình biết là mình có thể mình quick travel nhưng mình cũng muốn hàng ngày chúng ta chạy xung quanh từ chạy xung quanh để mình cảm thấy được là mình có được cái không gian môi trường để mình đi vào để mình uống. Là mình vẫn nhớ là ta sẽ uống cái thuốc của ông này mỗi lần chúng ta đi trong Tartarus về. Nên là cũng rất là vui khi game nó vẫn giữ cái này ấy. Cho dù là cái status effect của chúng ta không có là mệt mỏi linh tinh ấy. Cái đấy rất là annoying luôn. Nên là nó loại bỏ hoàn toàn cái đấy nào. Rất là hợp lý ấy. Okay, then. Nhưng mà nên là mình nhớ là hồi xưa là chỉ khi mà chúng ta mệt thì chúng ta mới ra được cái chỗ để chúng ta uống ấy. Nói chung là tăng được một ít cũng không có gì nhiều nhưng mà nói chung là một cái điểm cộng mà chúng ta kiểu như là lúc nào cũng rất là mệt mỏi khi mà đi từ cái Tartarus ấy. Nhưng thực ra là về sau thì nó cũng chẳng có gì mà chúng ta Nagatoi Shrine này. Đi chơi với em gái không? Ô, anh đã đến. Phải cười yêu nhỉ? Anh đợi em, em đang đợi anh, hãy chơi thôi. Chơi cái gì?
Em phần này yêu thế. Nghe cái giọng cũng yêu. Nên là nó kiểu nó làm lại tất cả những cái cảnh mà thằng này chơi với con này ở phần cái phần của Persona 3 ấy. Mình đã dành thời gian chơi với Michael. Hey, hey, what do you want to do next? Này này, anh muốn làm gì sau đó sau đây? It's your turn, okay? You get to pick. Nên là đấy là lượt của anh à? Anh sẽ được phép chọn. Nên là cái răng ngầu gym là chèo vào cái chỗ mà có cái thanh xanh xanh nhỉ. Monkey bar là đồ chèo xà đơn. Mình không biết mình chơi gì hay là chơi mà răng ngầu gym đi. Mình không muốn về nhà cho. Không phải. Em thích trèo lên ở trên đỉnh cái thứ đá ấy. Không phải như trời sắp tối ấy. Em không muốn về nhà. Em không thích ở đấy. Liệu chúng ta có thể ở đây một chút nữa không? Nhưng mà anh phải về anh làm bài. Sau khi chơi cùng nhau, cô có vẻ như là rất là thích mình. Mình trở thành người quen với Michael à? Một học sinh cấp 1 à? Michael phần này cũng đáng yêu như phần 1 chứ. Vậy có vậy còn được lồng tiếng ấy chứ. Nói chung là các bạn đừng gọi police bởi vì chưa có gì xảy ra đâu. Nên là đây sẽ là cái rank hang gật cô gái ở miếu. Okay. You know, my mom and dad. Anh có biết không, mẹ em và bố em. All they ever do is fight. And just the other day. Và tất cả những cái gì mà họ có thể là cãi nhau à? Là cái ngày kia thì they said they were getting a divorce. Họ nói rằng là họ sẽ chia tay. Họ sẽ ly dị. I told them not to, but they won't listen. Em đã bảo với bọn họ là đừng làm điều đấy, nhưng mà họ không nghe. They probably don't care about me. Họ khả năng cũng có thể là họ không quan tâm đến em. Thôi đừng hey, khóc em ơi. You'll play with me again later, right? Này, anh sẽ chơi cùng em sau nữa đúng không? Bởi vì chúng ta bây giờ là bạn mà. I'm here on Mondays, Wednesdays and Saturdays. You have to come see me. Nên là em sẽ ở đây thứ hai, thứ tư và thứ bảy. Anh sẽ đến gặp em chứ đúng không? Cái mối quan hệ có cái lịch trình của Michael là cũng là thứ ngày tháng, nhưng mà đặc biệt là Michael này là có thể gặp ở ngoài trường ấy, nên là đấy là điều quan trọng ấy. Mình chia tay Michael đi với mình. Bởi vì là có về sau có rất nhiều cái event mà nó sẽ diễn ra khi mà trường nó nghỉ ấy. Nên là rất là annoying là chúng ta không thể tiếp tục cái kiểu là một số cái sự kiện đấy được, bởi vì là đơn giản chúng ta không thể đi trường. Còn Michael thì là luôn luôn xuất hiện khi trong những cái thứ ngày tháng đấy á. Nên là có rất nhiều cái mà cái mối lịch của Michael nó vượt trội, nó ưu việt hơn là cái hội này, bởi vì hội này dựa rất là nhiều vào cái lịch trình game. Nên là gấp B này. Nên là cái gì nhỉ? Hình như là mình có thể mình đi ăn cái seafood này, Chakra Cà Phê. Hình như là mình có thể mình ra cái chỗ mà nói chị bảo cái gì nhỉ? Này cái bà Missouri bà bảo gì nhỉ? Chị nói chuyện để mọi người có ổn. Hình như là bây giờ mình có thể mình lên tầng 4 mình xem. À, bà này bà bảo mình lên tầng 4 mình xem gì không? Nhớ phải lấy hết mấy cái lon nước này. Mình chưa thu thập được hết. À, tầng 4 nữa rồi. Nhớ phòng điều khiển ấy. À, sẽ xem cái máy nó bị trục trặc. Có cái video tiếp này. Không kín không? Mình nghĩ là cái này nó đẩy lên sao? Cái bản gốc là hình như nó lâu hơn này. 2009 ấy. 2000 đến 2005.
Kuski một mình. Shadow in the middle of town. It managed to take over public transportation. Shadow nó ở giữa là thành phố á. Nó lại có thể là lấy được cái phương tiện di chuyển công cộng. I should investigate whether this means it's finally begun. Mình nên điều tra xem liệu cái này có phải là sự bắt đầu không. The monorail. Một cái tàu. I bet this subject would make a good one liner. Nên là ông này lại có mấy cái pun rất là lame. I bet this subject would make one liner. Tự cười. Oh, I need to note that one down. Không, mình phải ghi ngay cái câu gọi là cái câu dốc này xuống. Không được để quên. Unfortunately, Lady Luck played a large part in our victory. Thật không may là nữ thần may mắn đã là đóng vai trò lớn trong cái chiến thắng chúng ta. Especially toward the end. If he hadn't guessed at the right controls, things could have been very bad. Đặc biệt là về đoạn cuối, nếu mà cậu ấy không đoán được cái cần điều khiển đúng á, thì mọi thứ sẽ rất là tệ. For shadows to work in a group to overrun large machines is unprecedented. Để bọn Shadow nó có thể hợp lực lại với nhau và vận hành một cái cỗ máy lớn như thế thì chưa bao giờ xảy ra. The engine. Cái động cơ. That was an ingenious move. Đấy thực sự là một cái gì nhỉ? Cái hành động tuyệt vời. Nên là cái này nó lại có cái pun này từ cái kiểu engine. Mình bị áp sao ngày hôm nay à? Is it with me today? I'm on a roll. Mình hôm nay thực sự là kiểu rất là kiểu nghĩ được rất là phấn khích ấy, nghĩ được ra nhiều cái câu đùa ấy. Better write that one down. Chứ là mình phải ghi đấy về xuống ngay. Always be prepared for heavy lifting during a mission. Luôn sẵn sàng để có thể gánh team trong những cái nhiệm vụ. Because shadows aren't light. Bởi vì là bọn shadow này nó không nhẹ. kiểu là shadow nó đối nghịch với cả ánh sáng ấy, bóng tối ấy, ánh sáng ấy. Nên lại có vật cầu dốc ra. Chứ giờ mình hơi bị đi out chủ đề rồi, nhưng mà ai quan tâm chứ. Hey, I should write all these down and show them off the next time everyone gets together. Này, mình phải ghi hết tất cả những cái câu dốc này và cho bọn họ xem lần tới mà mọi người họp. Don't care for seafood? They also serve ground beef. Oh, this has nothing to do with the status report anymore, but I'm having a blast. Mấy cái nó chả liên quan gì đến việc báo cáo nữa, nhưng mà mình vui quá. Let's see. What để xem là còn cái gì nữa nhỉ? Nên là kiểu lão này kiểu chơi mình rất là vui. Ok, mình sẽ không reward nữa. Chẳng có gì làm nữa. Mình sẽ ra ngoài mình tìm cách để để mình tăng cái academic của mình lên đấy. Như là chúng ta sẽ đi ăn cái này cái nọ ra. Không có gì chơi lắm. Chúng ta tập này cũng chuẩn bị gọi police được rồi. Thằng này mẹ mày làm chơi chỉ đợi vượt quá tầm với cả tăng cham này mẹ với cả sơ chiang này, bọn này là phải đi học để mình đi bán mấy ít đồ rồi. Hôm nay là cái ngày mà chúng ta thể mua ít đồ quần vũ khí rồi. Đang là cái chỗ năm 2007 ấy, mình có thể mình mua mỹ nhỉ. Take your time. Is that what you want? All right then. Áo giáp có rồi chứ. Mua cái footwear này ngon này. Mình đang là chỉ số bao nhiêu nhỉ? Mình đang nhân vật chính. Got some new things. Is that what you want? All right then. Take as long as you need. Take as long as you need. Everything looks good. It's all yours. What'd you bring? Bán hết đi. So. How many are you selling? No. Ý của tôi là bán hết.
được 65.000 này. Ôi chết, biệt. Mình tiêu hơi bị nhiều. Bán bớt đi. What will it be? Take as long as you need. Nó đây là làng bài. What do you got? Saber này. How many? You're handing that. Sure. It's a poison arrow này. Break soft này. No, I'm not handing that over. All right. Frosty earring. Sure, all right. I'll take that. Bán bớt một cái này. All right. Bán được khối tiền đấy. Medical powder. Bratch. How many? Okay, mình sẽ bán đây. Sure. It's a deal. I'm sure. All right. Nên được nhiều tiền đấy. Bây giờ mình đang cần tiền. Bratch chain. Chewing soul này bán được tương đối này. Là ba mộc lai bán được. Ngoài ra không có gì. All done here. Come back soon. Có đây một số cái đồ cơ bản nhưng mà chính. Nó lên 88 rồi này. Chuyện này. Engineer boot, the leather boot. Leather boot này. Nên tránh cao hơn này. Cái giáp chúng ta có được tài trợ phải. Có Lucky Band này. Nói chung là mấy cái đồ này vẫn tốt hơn là phò. Để cho mình kiếm được nhiều tiền phết. Hình như là đầu tiên là chỗ này nó có mấy cái chỗ mà đi ăn mì ra nhỉ. Ăn mì là tăng. Xem là hình như là chúng ta sẽ có thể đi ăn hình như là Wagatsu ra nhỉ. Hình như là ở trên này là nó có kế xuất này. Đây là ăn Bibo à. Nên chỗ này ra nhỉ. Thế nào đây nét cà phê à. Bibo, à đây là Wagatsu Kitchen. À, academic này. Mấy là cái này nó có hơn cái học không nhỉ? Tăng trang. Tăng trang. Vivo này là tăng gì? Sweet. Arai sweet. Còn cái Bibo kia tăng strength. À đâu, cái Bip Burger thì à đâu, cái White Duck Burger nó tăng cái calories. Nên là mình sẽ ngồi mình ăn cái Wagatsu này. Ta academic này. Bây giờ order for thứ 2, thứ 5 và thứ 6, thứ chủ nhật đây. Đêm chủ nhật à? Có vẻ như là special order for regular. Có thể là nếu mà cái trang của mình ít nhất là confident. Hit memory enough to be order. Nghĩa là cái trang mình phải đủ để nhân viên nó cho mình order tự tin để cho mình order cái special menu. Hãy order the prodigy platter. Phần ăn của những thiên tài vãi lì. Thông minh hơn một chút. Không học hành gì mà đi ăn thì thông minh hơn. Rất hay. Nên đại khái là chúng ta lên được cái rank 3 là nó mở được rất là nhiều cái ấy. Nhưng mà hiện tại là mình phải tập trung vào cái tăng cái academic ấy. I know the two have never been hang out. Tại muốn rủ mình đi chơi này. Nên là ở cái phần linked episode, your friend might message you to hang out. And again. Bằng cách nhận những mời và đồng thang, pending time, you can deep the bond with outside socially. Nên là ở cái bản gốc là cái lạ là những cái thằng như là Junpei, Akiko lại không phải là social link mà nó lại để dành cho cái bản nữ. Nên là bù lại là cái social link những cái nhân vật trong trường rất là nhiều luôn.
ignore your region tăng chế growth so the fair value. Nên đại khái là cái đây là cái yếu tố mới cái bản này nha. Bản reload này là chúng ta sẽ có cái bond đặc biệt với cả những nhân vật nam trong party ấy. Tôi nghe thông tin có nhiều cái vụ của Apathy Symptom Zombie vừa ngày vừa qua. Thế mà nói rằng có khả năng là bởi vì chúng ta đã đập con sao đầu đấy. Nếu mà như thế thì chúng ta đã làm một điều rất tuyệt đúng không? Cảm ơn vì sự cố gắng của cậu. Đấy là thế đấy. Team Leader. Điều này khiến tớ rất là vui khi chúng ta đã cố gắng nhiều như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào ăn mừng vội. Bởi vì chúng ta vẫn có cái kỳ kiểm tra giữa kỳ là tuần tới. Shit. Nên là kiểm tra là căng đấy. Gì đó. Điểm thấp là vỡ mồm rồi. Nên là cái ngày hôm nay thì nó lại có cái ấy của Junpei này. Rất là phiền. Mình là không biết là mình còn nên đi không. Nên là nó có rất là nhiều lựa chọn. Thực ra là không có lựa chọn gì à. Shit man. Mình lại nhớ rồi. Ngoài cái có cái lựa chọn cool game. Nhưng hôm nay là có thể đi về ông bà già đó. Nói chung là chúng ta nên ưu tiên chúng ta clear hết những cái hoạt động gì trong trường ấy. Cái khu căn 2 này. Đúng là hôm nay chỉ có ông bà già thôi. Quay lại trường đi. Nên là nếu mà đi chơi nó mất mẹ buổi sáng không được. Nên mình sẽ xem thử mình ưu tiên cái kiểu là những cái hoạt động mới này. Đây là cái những cái nội dung hoàn toàn mới ấy. Mà mình chưa mình gặp ở cái phần kia. Thực cái là cái bọn này là mình không bao giờ mình phải lo về cái Akana ấy. Junpei đã mời mình để cũng để. Đây là cơ hội tốt để biết cậu ấy rõ. Thì chúng ta nên dành thời gian sau trường với Junpei à. Tớ đang không biết là liệu chúng ta có thể học được nhiều cái chiêu thức mới ấy, từ những cái trò chơi đối kháng. Để cậu có tưởng tượng là chúng ta có một những cái chiêu thức siêu đặc biệt này, và rất là ngầu. Tôi thích cái ý tưởng đấy. Chiến luôn. Phải không? Thế là cái thằng Junpei này là nó đóng vai trò như kiểu là best buddy của chúng ta trong những cái game chúng ta chơi như bản 4 bản 5. Mình không nhớ cái thằng phần 4 là gì nhưng mà thằng phần 5 là thằng phần 5 mình quên mẹ tên. Mình chơi lâu quá. Thế là tóc vàng. Nên là nó có một cái mô típ hoặc là một cái công thức mà từ phần 3 phần nó bắt đầu từ phần 3 và phần 4 phần 5 nó lặp lại. Chúng ta sẽ có một thằng kiểu như thằng bạn thân Bad Buddy ấy. Phần này là thằng Junpei Lori. Bên cạnh đó sức mạnh của chúng ta sẽ phát triển từ trái tim của đúng không? Đấy là lý do tại sao mà tớ nghĩ rằng truyện tranh và trò chơi sẽ cho chúng ta nhiều cái ý tưởng mới. Seeing those heroes in action pumps me up and helps me picture my fights better. Know what I mean? Nhìn thấy những người anh hùng hành xử khiến giúp tớ tưởng tượng được cái khi mà tớ chiến đấu tốt hơn. Cậu hiểu ý của tớ chưa? Nhưng mà này, cũng có thể là một ngày đó một ai đó sẽ tạo ra một cái trò chơi về cái cuộc phiêu lưu của chúng ta. Ảo thật đấy. Ý của tớ là chúng ta đi quanh quanh à, giúp những người dân à, giống như kiểu là cái tàu điện vậy. Phải, chúng ta thực sự là rất là ngầu của đúng không? Chúng ta chắc chắn là như vậy rồi. Như ở trong phim này. Oh, I say you
cho dù tớ nói phải nói rằng là cậu là người ngôi sao trong trận chiến đấy. I admit, wasn't on my game before. Tớ phải thừa nhận là lúc đấy tớ không suy nghĩ một cách tỉnh táo. Next time, nhưng mà lần sau tớ sẽ thể hiện, mình sẽ bảo là tớ cũng hy vọng là như vậy. Hãy xem ai nói chuyện như một người thủ lĩnh. Ở lần sau là tớ sẽ tỏa sáng á, hơn cậu. Cậu biết không, tớ thực sự muốn được cố gắng hết mình. Sức mạnh của chúng ta, nhiệm vụ chúng ta. I got a lot of good things going for me. I've been really waiting for something like this. I got a lot of good things going. Tớ có rất nhiều thứ. Tớ đang đợi một cái gì đó giống như thế này. I feel like my life's finally starting to go somewhere. Tớ thực sự cảm thấy như cuộc sống của mình đã bắt đầu bắt đầu có một cái điểm đến rõ ràng. Và tớ không định để cậu hạ gục tớ một cách dễ dàng đâu, cậu hiểu không? Nếu mà cậu hành xử không đúng tiêu chuẩn thì có thể là tớ sẽ tước cái quyền thủ lĩnh của cậu. Mẹ đừng mà thằng này nó nghĩ mình là rival nhé. Hãy đừng nói nữa, hãy chơi một ít game đi. Nên kẻ thù chúng ta có thể đợi, và hiện tại cậu và tớ sẽ solo một ván á. Bring it on. Chơi đế chế đấy. Ông chọn đội đấy, ông. Đây. Thằng này chơi đối kháng thế nào ấy. Mình đã rời đi sau một trận game rất căng với Junpei. Này chơi đế chế rồi. Sức mạnh của Junpei Persona đã tăng 3. Wow. Nên cái này nó cũng... Thực ra nó không phải là tăng ấy, nhưng mà... Mình không biết là cái này về sau nó có nhiều không. Nè, Zugari hôm nay không bảo là con đi Tartarus. Pasta position opening. Ok, chúng ta không đi làm. Zukari Takeba hôm nay sẽ không đi. Nếu mà đi chỉ có hai thằng. Tầm này đi còn thảm hại hơn. Mình đã biết là mình Muscle này, Meditation, Fanbook này, Forum. Ủa chết rồi. Mình hết cái chơi game rồi bố mẹ. Đi ăn mì ở đâu nhỉ? Hay là đi ăn mì ở đâu nhỉ? Thế mì, quán mì nó mở. Quán cơm nhé. Chip mô này. Mình không biết là học cái này, học bình thường với cả cái này là cái nào tăng nhiều hơn ấy. Mình nghĩ là tăng hay phải trả tiền. Ủa chết rồi, bố mẹ hôm nay. Quán hôm nay đông quá rồi. Shit man. Là tăng cham, shit. Nhưng phải quay về nhà học thật đấy mẹ. Không có cái gì búp ác hơn. Thì xem ra có cái video game không. Nhưng mà thề cái soundtrack ở cái buổi tối đêm này nó là cái soundtrack mới thì nghe chất thật sự luôn. Color your night. How about this? Oh no, bây giờ chúng ta muốn tăng cái nghe nhạc này êm vãi đã, êm vãi mèo. Cái là cái soundtrack này nó quá hay ấy. Quay lại là cái nó lại cái soundtrack dorm này. Thế đi lên kia học vậy chẳng có gì ấy. Shit man. Thôi thì đi học như bình thường, không đốt được tiền có mệt tính. Chả có gì. Thôi đi học đi.
chăm học đi ông ạ. Nên là đôi khi chúng ta có được cái chào không được lên được average nên đều in được có một tí. Là có sự kiện gì đây? Mình có thể nghe thấy mọi người đang nói chuyện này. I make zero progress. Tớ chả học được cái gì à? Tớ không thể tập trung ở nhà. Ngay cả nếu mà tớ muốn á, một nơi đi một nơi nào đó để học, tớ không có tiền để làm cái việc đấy. À mà thơ, tại sao cậu không đi vào thư viện? Nó rất là yên tĩnh á, và cậu có thể tìm được nhiều cái nội dung liên quan. Bên cạnh đó nó miễn phí á. Phải rồi, cậu cũng nói đúng. Tớ có thể học ở đấy. À, tớ đã ước là tớ có tiền để đi ăn cái món Porridge Platter ở Wakatsu. Chúng ta đã ăn rồi. Cậu nghĩ đấy thực sự là... Và chỉ cắn một miếng mà nó khiến chúng ta thông minh hơn. Tớ thực sự là ghen tị với những người giàu. À tớ đấy. Nên là chúng ta có rất là nhiều lựa chọn để chúng ta... Nên phần này nó cập nhật lại. Hồi xưa mình chưa bao giờ mình nhớ là có cái Porridge, cái cơm thiên tài à. Hãy nói về vòng quay của trái đất. Trái đất thì quay một vòng mỗi 24 giờ à. Được rồi, đừng có ngủ ở trong lớp của tôi nhé. Nên điều này là rất là cơ bản. But it's important premium for the rest of the... Nhưng mà đây là thông tin rất là quan trọng cho cả cái buổi học đấy. Hãy xem nào xin. Oh shit. Do you know, em có biết rằng Léon Foucault, ông ấy là một nhà vật lý người Pháp, người thực hiện là nghiên cứu về cái vòng quay của trái đất. Cái vật nào, nên đây là hoàn toàn là mới luôn này. Cái loại đồ nào mà ông ấy sử dụng trong nghiên cứu không? Oh shit. Để mình xem, hình như là pendulum bây giờ. Không phải là đồng hồ cát, nhưng mà là cái pendulum này. You got it. Phải đồ pendulum, rồi thiết bị ông ấy xây dựng để chờ to become the enoponic cái gì đấy, Foca pendulum. Nó là bản sao kích thước đầy đủ à? Được cài được ấy ở xung quanh trái đất à? Quanh thế giới nhé. Hãy giờ sang trang xem đây là ứng dụng của nó. Đại khái là như thế. Nên là phần này nó xây dựng lại hoàn toàn cái câu trắc nghiệm đấy. Hồi xưa mình chưa bao giờ mình nhớ là có cái này. Ui, cái này trang tăng 3 này cũng chả tăng mấy mà. Thằng lên ta tinh tăng nhiều vãi lìn luôn. Giờ mình có confidence là mình đi ăn được ngon hơn ra. Nên là có thể đi học trong library, nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ không đi ấy. Sẽ mất luôn cả buổi này. Holy shit, chúng ta là confident này. Stat. Social stat là confident, charm là confident này đấy. Mình phải cần rank kia là lên tới rank 3 nữa. À đúng rồi, bây giờ là nó đang đi học nên là mấy cái mối quan hệ trong trường là nó tạm thời nó dừng hết. Nên đây là cái lý do mà chúng ta không thấy cái đứa nào cả. Đúng rồi. Ngay cả là Mitsuru Senpai không đi chơi mình luôn. Nên là cái lựa chọn duy nhất chúng ta là chỉ chơi ngoài đường chợ ấy thôi, đúng rồi. Nên là như mình nói các bạn là nó có rất nhiều cái hoạt động nó rất là annoying, là nó khiến chúng ta không làm gì được trong trường ấy. Mình nghĩ là mình sẽ đi chơi với em cấp 1 ấy. Nên mình sẽ phải đi đổi cái hình như là cái chưa rồi, cái social link em này là hangout rồi. Chưa có cái nào hangout. Shit man. Thôi bỏ mẹ rồi, mình chưa đổi được cái nào hangout. Mark. Mẹ ăn chứ. I'm looking. Shit.
Very well. Mình phải vào mình nghiên cứu xem đổi được cái nào anger. Nhưng là có một số cái dòng rất là annoying luôn, như kiểu cái dòng chưa đổi được cái nào anger. Welcome to the Velvet Room. Shit man. This is your progress. Là mình có chứ. Arcana này. Ôi chết rồi, mình chưa có cái nào anger đó. Chưa có cái một cái nào luôn, mẹ bố đấy. Mấy cái dòng bùi này đổi khó vãi lên. À đây có Hangut này. Takeminakata. Shit này. Đủ level. Ôi chết rồi. Mình chưa có đổi được rồi.